Dạ tại chiều giờ con nói chuyện với nhiều người quá nên giọng con nó hơi bị khang khang xíu. Dạ và bây giờ thì một ca khúc thứ hai, con cũng xin cảm ơn chú nhạc sĩ Vĩnh Lộc đã vừa tặng hoa cho con. Ca khúc này là một ca khúc nói về người cha, rất hay, một sáng tác của chú Vĩnh Lộc. Ca khúc được mang tên Viết Vội Cho Con. Xin mời tất cả cô chú anh chị, mọi người cùng lắng nghe. Nằm bên cha thì thầm thốn thứ, từ lúc con đi nhà vắng về quá, dạo ấy đê này phương nỡ hai lần, con đường vừa dài chưa bước chân con. Nhớ ngày nào hai buổi đưa con đến trường, nhưng hôm để lỡ cho con đứng chờ. Giờ con đã lớn nhưng lòng cha thấy rằng con vẫn bé như thời thơ ấu. Con bước vào đời bằng những bước chân dù con đã biết nhưng làm sao hết, đời luôn tranh đấu đâu phải yên ấn, lòng cha mong muốn con phải khắc ghi. Viết vội cho con vài dòng mến thương, gửi về con yêu mong sức ngủ yên, gửi về con yêu mong điều hạnh phúc, để con vững bước bước trên đường đời. Dạ cho con một tràng vỗ tay thật là nồng nhiệt và cho con cho một cái chia sẻ từ buổi livestream này về trang cá nhân nha. Với tất cả con. Dạ con cảm ơn ạ. Dạ con cảm ơn chú Lộc ạ. Tất cả cô chú anh chị hãy chia sẻ buổi livestream này cho thật nhiều người biết nha. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị nhiều ạ. Đêm về không ngủ, mãi trường đại học giờ có vui không? Mẹ nằm bên cha thì thầm thốn thứ, từ lúc con đi nhà vắng về quá, sao ấy đến nay phương nỡ hai lời.
phận. Con đường vượt dài chưa bước chân con, nhớ ngày nào hai buổi đưa con đến trường, nhưng hôm để lỡ cho con đứng chờ. Dù con đã lớn nhưng lòng cha thấy rằng con vẫn bé như thời thơ ấu. Con bước vào đời bằng những bước chân no, dù con đã biết nhưng làm sao hết. Đời luôn tranh đấu đâu phải yên ấn, lòng cha mong muốn con phải cất ghi, viết vội cho con vài dòng mến thương. Gửi về con yêu mong giấc ngủ yên, gửi về con yêu mong điều hạnh phúc, để con vững bước bước trên đường đời. Gửi về con yêu mong điều hạnh phúc, để con vững bước bước trên đường đời. Về con yêu mong điều hạnh phúc, để con vương bước bước trên đường đời. Người về con yêu mong điều hạnh phúc, để con vương bước bước trên đường đời. Con xin mời chú Vĩnh Lộc sẽ cùng lên sân khấu với con ạ. Con mong là chú sẽ góp ý cho con trong bài hát này, và sắp tới con sẽ ra MV được chỉnh chu hơn cho bài hát này. Con rất cảm ơn chú Lộc, cũng như là có chú Thành Phố Biển, nhưng mà chú Thành Phố Biển đi về rồi, về mất công việc rồi, nhưng mà con rất là cảm ơn và tri ân rất nhiều với tất cả các chú vì đã thương con, cho con một ca khúc rất ý nghĩa này ạ. Chú Lộc lên chưa? Rồi, chú Lộc đây, sát bên luôn. Dạ. Con nhất sinh con muốn hỏi chú điều gì ạ? Dạ, con muốn là chú góp ý cho con trong những ca từ nè. Rồi con có còn thiếu sót gì nữa không thì chú góp ý cho con ạ. Với lại cảm nhận của chú khi con hát bài này chú như thế nào thì chú nói. Dạ. Con hỏi thì chú mới nói. Bây giờ ở dưới đây là tất cả các cô chú, các anh chị biết rằng cháu nhất sinh đã là đạt giải nhất rồi, đúng không? Đạt giải nhất là ok rồi. Thế bây giờ bảo chú Lộc thì góp ý về vấn đề âm nhạc, về ca từ, về cao độ, về gì đó nữa thì cái này là thôi, để khi nào có dịp tâm sự riêng. Dạ dạ chú, dạ con cảm ơn chú đã đồng ý cho con được ca bài này, được hát bài này để gửi đến tất cả cô chú anh chị khán giả gần xa. Cho em hỏi ở dưới là ở fanpage với lại Facebook là được bao nhiêu, fanpage với lại YouTube là được bao nhiêu lượt xem rồi ạ? Cho em hỏi bên fanpage và Facebook được YouTube là được bao nhiêu lượt xem rồi ạ? Nói to lên ạ. Tại vì nãy giờ là không có chào, hôm nay là không có coi được lượt xem, không có xem được lượt xem có anh like. Dạ. Bên fanpage với lại YouTube nữa, hai cái luôn. Bây giờ xem YouTube trước cũng được, không sao. Tại vì khán giả thì bữa là con đã đặt lịch hẹn rồi, con nói là sinh nhật của con sắp tới thì con sẽ like hai nền tảng Facebook, fanpage và YouTube. Dạ. Thôi bây giờ thì con sẽ hát một bài nữa ha. Thì, trước khi con hát bài nữa thì chú Lộc cũng nói vì sao có cái bài chú Lộc viết
với tựa đề là Viết Vội Cho Con. Thật ra mà nói thì trong cuộc đời chúng ta chuyển ra, sinh ra con cái không phải là một người mà lại hai người, thường đó là cha và mẹ. Yeah. Nhưng những bài hát về mẹ thì rất là nhiều, còn những bài hát về cha thì có vẻ là hơi ít hơn một chút. Dạ. cảm thông với những cái nỗi niềm của những người cha. Dạ. Chú Lộc đêm đó về chợt nhớ rằng mình cũng có những đứa con không? Con rất là vui. Con hát bài này rất là cảm xúc, và con mong sắp tới con sẽ được hát được nhiều tác phẩm của chú, nhiều hơn nữa để gửi đến đông đảo cho tất cả cô chú, anh chị cùng nghe. Không chỉ riêng trong nước mà rất là nhiều người cô chú, anh chị ở ngoài nước cũng đang xem, có nhiều lắm. Tại vì có một số cô chú, anh chị con đã gặp ở Úc nè, gặp gọi điện thoại nè, rồi gặp ở Mỹ, gặp ở Canada, Hàn Quốc, rất là nhiều. Dạ, cũng đang xem, chắc có thể đang xem. Thì bây giờ cho em hỏi ở dưới có được bao nhiêu được xem rồi, để cho em có động lực cái mát thêm nhé. Chắc là nhiều rồi á. Cho em hỏi dưới bộ phận like là được bao nhiêu lượt xem bên fanpage và bên YouTube rồi ạ? 20 bên YouTube hả anh ơi? Dạ, còn bên YouTube là bao nhiêu anh? Thì bây giờ là ca khúc tiếp theo, không để làm cô chú anh chị chờ lâu, ca khúc một sáng tác của nhạc sĩ Tô Thanh Tùng, ca khúc được mang tên Xót Xa. Xin mời tất cả cô chú anh chị cùng rồi thức. Con nha. Dạ, con okay. Mời chú xuống nghe nhạc Bolero. Chú sẽ nghe con hát đây. Dạ dạ. Hôm nay con sinh nhật của con là cái ngày con rất là vui mà không biết nói sao nữa. Giờ thì mong là được cô chú anh chị sẽ được thưởng thức âm nhạc, nó sẽ đã lỗ tai hơn.